Ê, dừng lại. Dạ. Đi đi đâu mà vội mà vàng, mà dẫm phải đất mà lại quẳng phải anh. Dạ. Bác có chuyện gì thế ạ? Chả có chuyện gì cả. Chỉ có mỗi một chuyện là được cái cuốc này. Bàn tay đẹp của em như thế này chỉ nên cầm tiền cầm hoa thôi, ai lại cầm cuốc. Ê chết, sao bác lại nói như thế ạ? Nhỡ ai nghe thấy người ta dị nghị đấy ạ. Ôi giời, lo cái gì, em cứ toàn lo bỏ trắng răng này. Này, em xinh đẹp như thế này, em thấy không, vất vả quá. Trời mưa trời gió mà vẫn phải cầm cuốc ra đồng để cuốc đất. Thế thì đáng lý em phải ở cái nhà cao cửa rộng, hiểu? Thế ai lại ở túp lều thế này. Bác nói thế là có ý gì ạ? Có ý là anh muốn xây lại nhà cho em. Xây lại nhà cho em ý ạ? Ừ. Dạ, em không dám ạ. Nhà em tuy là một túp lều tranh nhưng có hai trái tim vàng bác ạ. Cái gì? Không, trong túp lều lấy đâu ra vàng? Dạ, chị nhà đi chợ về đi ạ. Cái gì đấy? Giỏi ấy. Nhưng mà này, không thể chạy thoát được cái bàn tay này đâu nhé. Cứ đợi đấy. Minh. Dạ. Thế đã xơi cơm chưa mà ra đồng sớm thế? Quánh đôi bác à. Khiếp người gì đâu, quá đồng quá đi lên, người ta giật mình đấy. Quen rồi. Vợ bảo này, ừ? Cuốc ít thôi, giữ sức nên về cuốc tiếp. Ừ. Mày này. Dạ. Giữ mình đi nhá. Biết rồi. Tôi mà thấy thằng nào lén phén vào đây là tôi cho cái cuốc vào mặt đấy. Biết rồi. Ừ. Đi đây. Mình đi nhá. Người gì đâu, chỉ được cái ăn to cuốc khỏe thôi. Mình đi về sớm với em nhá. Úi dồi, úi dồi bác. Em xin lỗi bác. Bác bảo chả nói gì cả. Bác có làm sao không ạ? Tí gãy tay. Bác sang nhà em có chuyện gì thế ạ? Nhiều chuyện lắm, thì đi vào đi. Ôi trời ơi, bác buồn cười thế nhở? Giữa thanh thiên bạch nhật, bác cứ làm thế. Hàng xóm láng giềng người ta nhìn, người ta hiểu lầm chết. Lo cái gì mà nhà kín cổng cao tưởng thế này. Tóm lại là cái thằng chồng ấy, nó đi ra đồng có lâu không? Em chả biết có lâu không. Cuốc xong ba xào ruộng, xong còn đánh luống. Úi dồi, thế thì có màu đến mùa quýt mới về. Vui thoải mái cái gì đấy. Thoải mái cái gì ạ? Ok, còn cái gì nữa, mình thao hồ một tâm sự cái đấy, có gì. Ok, sao bác lại nói như thế? Thì chả nói thế thì nói thế nào nữa. Đây, cầm lấy. Ôi giời ơi, bác đánh giá em là người như thế nào mà bác lại cho tiền em? Rồi hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy hay là người ta nhìn thấy, người ta đánh giá em chết. Là làng như thế, tiền mà con chê à? Bao nhiêu? 10 quan đấy. Ôi 10 quan á? Sao bác cho em nhiều thế? Cứ lá lạc đi, lộ hết bây giờ đi, đưa tay đây. Ôi. Em xin. Đấy, nhẹ nhàng như thế nó dễ chịu. Dạ. Xong rồi ta vào luôn cái gì. Bác ơi. Em. Cái gì mà khỏe cái như vòi thế hả? Em xin lỗi. Không muốn thì giả tiền đấy. Bác vừa cho em rồi, bây giờ lại đòi tiền là sao? Mình ơi. Bác ơi, chồng em về bác ơi. Bây giờ làm thế nào hả bác? Thế bảo cuốc cả một xào ruộng xong còn đánh luống cơ mà. Em cũng biết. Nhà em ghen lắm. Hồng nước mắm lên á, cuốc cả mặt em, cả mặt bác đấy. Úi dồi, mà cuốc cái này cuốc đất đi cuốc mặt người ta. Bác, bác vào cuốc đất luôn đi, nhanh lên, không thì không kịp đâu. Mình ơi. Dạ. Em đây. Ui, ui mình. Mình làm cái gì mà cửa giả mãi không mở đấy? Hôm nay mình về sớm thế à? Mà này. Dạ. Sao tôi nghe thì có tiếng đàn ông ở trong nhà nhỉ? À, mình ơi, hôm nay bác
ý sang nhà mình chơi ạ. À, chàng trai kia. Lão làm gì nhà ta đấy? Ôi, tưởng ta đồng cơ mà. Mình tính. Ê, mình ơi, này. Mình cứ bình tĩnh mình ơi. Bỏ tay nào. Nào, lão đi ra đây. Đi ra đây. Ông vào nhà tôi làm gì đấy? Hả? Mà chú vô lý thật đấy. Vợ chú liệu yếu đảo tơ để quốc đất một mình. Tôi nhìn tôi xuất ruột quá, tôi sang quốc đỡ chứ có gì đâu. Ông sang quốc đỡ à? Đây thì chú thấy nó còn gì? Cái ngữ ông như thế này thì quốc cái gì hả? Quần áo là thì quốc cái gì? Ông thế cứ phải cởi quần áo ra mới quốc đất được à? Này này này, tôi không tin nhá. Hả? Ông mà vớ va vớ vẩn bây giờ tôi sang tôi mách vợ ông luôn đấy nhá. Khổ chưa? Sao phải mách? Nói rất là thật. Đây tôi đang quốc này còn gì nữa? Ông bảo ông quốc cái thửa này hả? Ừ. Thế được rồi. Bây giờ như thế này nhá. Mình ơi, mình cứ bình tĩnh. Bỏ tay ra, im mồm. Một là ông quốc hết cả cái thửa vườn này đây. Ừ. Nhá. Hai là tôi cho ông cái quốc vào mặt. Ông chọn đi. Làm sao mà phải cho quốc vào mặt? Quốc là để quốc đất chứ. Tôi để tôi quốc. Quốc hết đi nhá. Bỏ tay ra, đi vào nhà. Mình ơi. Này, đúng là cái kế của vợ ấy, quá hay đấy. Thế đã là gì? Đây nữa này. Đúng là hại não. Chiêng lang chiêng cha. Tốt. Thượng à, đây không? Tốt. Con gái phu ông không chồng mà chửa. Tốt chẳng. Không. Thằng bố. Nà. Ôi. Sao không? Mày vừa giao cái gì? Trời, ông buồn cười. Tai ông có vấn đề. Con vừa nào là nghiêng ngang chiêng nha. Ừ. Nà tay không? Ừ. Con gái phu ông không chồng mà chửa. Kiếm chữ bố nhà mày. Ôi. Mày sao như thế à? Hả? Có xin lỗi ông. Ông thì đang kén rể mà mày lại giao là con ông không chồng mà chửa hả? Ông không biết gì cả. Ông không hiểu gì cả. Con nhau như vậy ấy. Là để nó thốc. Nó thốc thì người ta mới để ý đấy chứ. Trời ơi. Sai lầm lớn nhất của đời ông. Mày phá nhà của ông là hả? Mày con lại cho mày một phát đi chứ. Ông ý con là con mỗ này. Là nọng của ông hay. Con nghĩ này, có nghi là ngay vị trí mõ. Có khi con nhà ông, ông làm mõ là nhuẩn nhất. Này, đời tao mà phải đi làm mõ hả? Ui, ông nói thế nào ấy? Đời ông hay đời con nhá, không quan trọng nhá. Quan trọng là nghề nó tìm người chứ không phải người tìm nghề, ông hiểu không? Ôi trời ơi, nhảy đi niềng hạ thượng hạ đây nông, nhảy đi nó nghe mà đâu. Ông ơi, ông đừng ngồi lại miếng ngon. Thôi tao không nghĩ nhiều lời với nhà mày nhá. Vợ chồng nhà mày giả tiền cho tao. Ông ơi vợ chồng ngon thì nợ ông tiền bao giờ? Này, vợ chồng mày thì nghĩ lại xem nhá, mấy năm nay năm nào cũng như năm nào tao đổ không biết bao nhiêu tiền của để cho vợ chồng nhà mày làm mỗi cái việc là gì? Chiêng làng, chiêng trạ, thượng, hạ, tây đông. Con gái phú ông đang cần kén rể. Biết rồi. À, thế mày làm thế nào? Ui trời ơi. Việc ở trong làng, trong thôn thì mày làm tốt thế. Mà mỗi cái việc của ông đổ bao nhiêu tiền của thì mày hỏi thử xem bao nhiêu năm nay tao đã kén được thằng rể nào tử tế chưa hả? Ui trời ơi. Sao? Nói thật với ông là thế này. Con cũng nao là tháng như nhiều tối. Ừ. Thậm chí cả đêm mà rảnh là con cũng nao luôn. À. Nhưng mà ông ấy, ông ra cái đề khó quá. Khó gì? Ui giời ơi. Em rể cho khó. Ui giời ơi, làm rể của ông. Nhưng mà là phải người. Mà ông thường biết đấy, cả nàng cả tổng này nhá. Thanh niên nào nhá, người nào, nhà nào cũng chịu khó. Con duy nhất là mình ông người thôi. Đúng. Đấy. Cho nên nó khó. Thế thì tao mới kén thằng rể lười. Một cái điều nữa ấy, là ông còn mất ở rể.
ở chị em chả tốt quá à? Sẵn nong sẵn né nhá, của cải thì đầy ấy nhá, ruộng vườn thì đầy ấy nhá, trâu bò thì đầy ấy nhá, thóc lúa thì đầy bồ này, thế mày còn muốn cái gì đây, chả sướng quá gì? Nhưng mà mọi người nói là nói thế nào là thôi ạ. Lại thôi cái thằng này. Thôi ở đây có nghĩa là con thôi nói à. Không có con nói ra thì ông lại đánh vỡ mồm con à. Mày cứ nói hết đi, ông thề không đánh. Nói từ đầu xem nào. Ông nhớ nhá. Chứ con có mỗi cái mồm để kiếm tiền rồi đấy. Nói đi. Người ta bảo là ở nể nhà ông ấy thì thà ở với chó hơn. Là cái thằng chó đấy đập trong này. Ai rồi. Đấy. Ai là chó thì tự biết nhá. Tao chưa đánh nhá. Đấy ông em như nào chứ, người ta thợ ở để nhà ông lắm. Thôi được rồi, vấn đề này tao sẽ tính lại. Vâng. Nhưng bây giờ việc của mày. Vâng. Mày đi giao khắp cái làng cái tổng này là gì? Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ tây đông. Con gái phú ông đang cần kén rể, thằng nào lười nhất làm rể phú ông. Úi giời ơi, hay quá. Mày quá. Con bảo này, ngọ nghi nhá. Ông đi nào luôn đi, đỡ phải thuê con. Cái thằng chó này tao lại đập cho mày một phát. Nhỏ. Tao vẫn chưa đập nhá. Thế con đi không nhá. Nhanh ấy. Rồi, tốt. 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 Ôi chà, thằng mô. Tiên sư mày giao thế à hả? Mày giao lại cho tao thằng mô kia. Trời ơi, tiên sư nhà mày. Thầy con có giao thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thế thôi. Ơ, sao lại có thế thôi hả con? Tại vì cả cái làng cái tổng này ai cũng biết thầy là... Là gì? Là phú ông chứ là cái gì? Người ta bảo ở rể nhà thầy thả ở với chó còn hơn ý. Cái con chó... Cái bọn này mất dạy thế nhỉ? Hóa ra là thằng mõ nó nói đúng à? Thôi được rồi. Con gái. Dạ. Con cứ yên tâm nhá. Năm nay không được thì năm sau. Năm sau không được thì năm sau nữa. Kiểu gì rồi thì cá nó cũng cắn câu, mà cọc nó sẽ phải tìm trâu bằng được. Con hiểu không? Kiểu gì thầy cũng tìm được một con chó về ở với thầy. Ông ơi, ngón rồi. Đấy chưa, có ngay. Chó bắt đầu đến chuồng rồi đây này. Này, con đi vào trong nhà nhá. Lá ngọc cành vàng này phải vào trong nhà, chứ để cái bọn này nó dòm ngó, nhỡ đâu không kén được rể, nó ngắm nó nhìn thì nó phí đi nhá. Vào trong, con cho con vào nhá. Nhanh. Ông ơi, ôi giời. Có rồi hả? Ông ơi. Được luôn. Này. Mộ. Dạ. Mày dám một phân à? Không, một nắm phân đâu. Sao thối thế? Thằng này đấy, mấy năm rồi, không nắm không nửa gì cả. Người đến mức nha, là không nắm không nửa. Ôi trời ơi, tốt quá. Người nó ghẻ hết rồi. Mắt nó đẹp nhem, ông nhìn thấy chưa? Ôi trời, mũi nở ấy. Đấy. Nhưng mà này, dạ. Nó ghẻ hết người, sao tao không thấy nó gãi nhỉ? Đấy, không thấy nữa. Đính vì nó người, cho nên nó không phải gãi, chứ nó ngứa lắm. Đâu nhìn thấy, không thấy nữa. Đấy. Ôi trời ơi. Không được. Sao lại không được? Lười thì tốt rồi. Thế nhưng mà nó bẩn quá. Trời ơi, hôi thối thế này thì ở đến chó nó còn chả ở được cái gì nè. Về. Thế là nàng cũng không ở được à? Không được. Thế đuổi nó về nhá. Về. Úi giời ơi. Thối quá. Đi. Thế này còn đi nào tiếp không nhá? Vâng. Giao to lên nhá. Vẫn hôm nào mà nhửa nhá. Thằng ta to một phát bây giờ. Thế này khốn nạn này. Ông ơi. Gì đây? Ôi, này, quý. Đâu? Tìm được rồi. Đâu? Này, nó đang vào. Này. Ái dựng láo. Hỗn đi. Chào ông đi. Chào ông. Ơ, cái thằng này. Mày đến đây mày chào ông. Mày lại chống mông vào mặt tao là thế nào hả? Úi dồi ôi. Ngu à? Ô hay. Cái thằng này,
mày đã biết thể lệ đến đây chưa? Hả? Ngu thế. Người ta đứng đây để chào. Nếu như ông không đồng ý thì tôi cứ tiến thẳng vào về, đỡ phải quay đầu, mất thời gian. Ông thấy nó lười nhớ. Được, tốt, tốt, tốt. Thằng này ấy, về cái độ lười ấy là ông chấm. Chấm, đấy. Vâng. Thế nhưng mà về phần cái nết láo quá. Hỗn hộn. Đuổi ạ. Úi giời ơi, ông ơi. Thằng này mà ông còn không chấp nhận ấy thì con nhịu. Vợ chồng con nhả ông điền. Úi giời ơi, nó lười đến mức mà nhá, nó còn không quay đầu. Một phát là đi luôn. Thôi ông ạ, lấy đạm nó đi. Lấy đi. Lấy đạm nó đi ông ạ. Không. Không lấy à? Không tạm được. Dạ. Chuyện trăm năm hạnh phúc của con sao mà chỉ tạm được. Về. Mất việc. Úi giời. Úi giời. Úi giời ơi, con nhịu ông luôn đấy. Cái thằng ní mà ông còn đuổi đi thì thôi. Chả thằng nào lười hơn thằng người đâu. Hỗn thế. Phú ông. Chào Phú ông. Thế này, thế cái thằng xéo nhà tôi, Phú ông nhận nó làm con rể rồi phải không? Xéo nào nhỉ? Xéo nào ạ? Ông cũng đến kén rể à? Không, tôi bảo là cái thằng xéo nhà tôi, thằng con tôi ấy. Xéo à? Từ sáng giờ có thấy thằng nào đâu. Sao lạ thế nhỉ? Tôi đã phải dậy sớm. Lo tất cả đầy đủ thủ tục cho nó. Để nó đến đây. Mà không thấy nó đâu. Xéo ơi. Thằng xéo đâu rồi? Xéo ơi. Xéo. Xéo ơi. Xéo ơi. Xéo ơi. Xéo ơi. Ôi giời ơi. Xéo ơi là xéo ơi. Ôi giời, tại sao con lại ngồi ở đây? Con là đứa con cầu tự của bố. Quý hiếm. Đây. Con đi kén rể. Con sắp sửa làm con rể người ta rồi nhá. Con phải ngồi vào ghế hoặc cần thiết ngồi hẳn lên bàn cho bố nhá. Giới thiệu với Phú ông đây, con tôi đây ạ. Ông bảo là thằng này đi kén rể ấy hả? Đúng rồi. Ôi trời. Thằng này trẻ con này vắt mũi chưa sạch ấy thì kén với ông với rể cái gì? Biết gì mà làm rể hả? Chứ ông mang nó về đi. Cái gì? Thì tôi còn kén rể ấy. Trẻ con hả? Chứ còn gì nữa. Nó sắp chỉ tuổi ông đấy. Cái gì? Trẻ con là trẻ con nào? Ông bảo thằng này sắp xỉ tuổi tôi hả? Đúng rồi, chính vì nó lười ăn, lười lớn, lười làm, lười nghĩ. Chính đấy, bây giờ tôi gần bằng tuổi ông mà tôi nuôi mãi mà nó chỉ có được con rúm này. Ôi dồi. Khá quá nhờ. Đúng như ông chưa? Này. Lười làm, lười ăn, lười nghĩ, lười đi. Đúng rồi. Ôi dồi. Này ông ơi, của nả nhà ông ở đây là có bao nhiêu là còn nguyên bấy nhiêu. Và đặc biệt tất cả những cái đồ mà ông cướp của dân yên tâm là cái thằng lười nói lắm chứ ông không bị lộ. Ôi trời ơi, đáng đồng tiền bắt gạo, đáng công chờ đợi bao nhiêu năm nay dễ quý thế chứ còn đâu nữa. Liêu ơi. Liêu liêu nào. Nước để quý. Con quý. Vợ con bé. Con đứng lên. Quý rồi. Gương đẹp đôi quá. Kén rể. Đào ơi. Đào. Dạ. Mang cái dạ ra đây con. Dạ, thầy gọi gì con ạ? Con gái rượu ngồi đây. Vâng. Con gái rượu ngồi xuống đi. Dạ. Hôm nay thầy có nhờ với con thế này. Dạ. Thôi thì đây là lần cuối. Vì thầy, vì gia đình, cho nên là mình mới tổ chức kén rể. Thầy. Sao? Con còn trẻ mà con có đến nỗi nào đâu. Thầy có nhất quyết hết lần này đến lần khác bắt con đi lấy chồng là sao hả thầy? Tôi tổ chức để tìm một chàng rể hiền. Mà nó phải ở gần gần đây này. Có bát rau cần nó còn mang cho. Được mỗi một con gái. Bây giờ đi lấy chồng xa nữa thì tôi cái thân già còn cõi một mình à. Thế thì thôi, con không lấy chồng nữa, con ở với thầy thôi. Không được.
cái lẽ tự nhiên là không thể trái được. Mà lạ nhỉ, từ sáng đến giờ mà chửa thế cái thằng nào mà nó vào nó kén. Đấy, chó, con có nghe thấy không? Chó sủa. Ôi là chó, chó ôi là chó, 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 chó. Này, tiên sư con chó nhá, đừng để tao điên lên tao ra tao cấu chết mà đấy. Này, nhà có con chó thì phải xích vào chứ, cứ thả rông như thế thì con chó nó vào nó kén rể à? Mời cậu an tọa. Mặc thầy, chẳng hay cậu đây có thể cho biết quý danh? Mùi. Tên là? Anh ấy bảo anh ấy tên là Mùi thầy ạ. Cậu là Mùi. Có đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Nó là đực hay cái? Thấy, nhìn anh ấy vai rộng như thế kia, chắc chắn là nam rồi mà. Này, hả? Nói xấu con này đấy hả? Không ạ. Không nói xấu mà cứ thì thà thì thụt. Con này tai không điếc đâu nhá. Thế nào? Thế có kén rể nữa không? Dạ, xin thưa, chắc là cậu tuổi Mùi phải không ạ? Chính xác. Con nhà tôi nó tuổi Ngọ. Mùi Ngọ, thân Dậu là tứ hành xung. Cậu thì được đủ đường đủ nhẽ, nhưng thầy bảo là cấm tuổi Mùi. Bè. Thế là đùa à? Thế này không được chọn à? Không. Ôi trời ơi, thế này đùa cợt à? Tình cảm, nhân phẩm, danh dự của người ta mà ta chà đạp à hả? Này, có phải là đang đùa Mùi đấy không hả? Không phải đang đùa Mùi đấy đâu. Ôi trời ơi. Thở nhẹ. Này nhá, hết sức bình tĩnh. Đây cũng không cần đâu. Đây chỉ vào đây để thử cho vui thôi. Đi về. Cậu Mùi lại nhà nhá. Hại não quá. Ok thầy. Trời, từ sáng đến giờ mãi mới có một người đến, thầy lại đuổi anh ấy đi. Cái giống này lại cái quá nè. Lấy về không được. Trời. Không được. Hả? Lại chó. Ai ngoài đấy mời vào đi. Chào cậu. An tọa. Thấy chưa? Thư sinh, đoan trang, phong độ, rõ công tử con nhà giàu. Dạ. Thưa cậu. Dạ, xin phép được hỏi cậu, tư gia cậu ở đâu ạ? À, xóm Đông. Thế là gần đấy. Thế nào cũng được bát rau cần. Còn quý ông bà thân sinh ra cậu còn đủ cả hay là chết rồi ạ? Hiểu. Vỗ tay hoan hỉ thế này là vẫn còn sống. Nhà có phước lắm. Thấy chưa? Người ta phong cách như thế, người ta kiệm lời như thế, bao giờ vợ chồng cãi nhau được. Chẳng hay rằng công tử đây có muốn làm rể nhà này không ạ? Mình về bắn cung, cưỡi ngựa phi châu. Nó khóc hay nó cười đây? Cô không biết ạ. Thằng này. Dạ, thưa cậu, hôm nay cũng muộn rồi, thì mong cậu để cho hôm khác cậu sang đây, cậu rước em nó về bắn cung, cưỡi ngựa, phi châu. Kìa thầy. Con để thầy vái sống nữa mà cái. Thầy. Ôi giời ơi. Con thấy cũng được mà. Kiệm lời,
phong độ, hào hoa, phong nhã, thư sinh. Mày nhại lại thầy phải không? Lấy cái loại này về, hại não. Hả? Ơ kìa. Này, 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 này. Sao lại vào được đến đây mà không có chó sủa à? Chết rồi. Sao nó chết? Ngày nào chả đá mấy con. Không đá lấy hàng đâu sao mà bán. À vào việc luôn nhỉ. À. Ngôi nhà kén rể của ông nhỉ? À, à, ở đây gì? À. Ôi, về về. Ôi, cưới xin ở đây luôn. Cậu, 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 xin xin xin. Không, không, nhẹ, 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 nhẹ tay. Xin, xin, cậu, cậu cứ ngồi xuống. Cậu cứ an tọa, thư thả cho tôi thưa câu chuyện. Trình bày đi. Trình bày với cậu thế này. Đây là con em, nó mang nước ra cho tôi thôi. Còn cập kê là con chị nữa cơ. Thầy ơi, ừ, chị nào ạ? À, à, thế chửi con chửi cái không? À, thế chửi không? À, không, 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 tôi có chửi đâu. Con chị nó mà tôi kén rể hôm nay thì hôm nay cháu nó lại khó ở, nó nằm ở trong buồng, thế xin cậu thư thư cho ít bữa nữa. Thế có nghĩa là không kén rể đúng không? Hả? À, à? Không, không, không kén rể đúng không? Có, nhưng mà xin cậu thư thư cho ít bữa. Ông đừng có đùa nhá, cẩn thận kẻo giống con vừa đi đá ngoài kia đấy, biết chưa? Nghĩ kỹ vào. Muốn thì chó. Dạ không ạ. Tưởng thích ăn mai mang sang cho hai con. Hả? Nhớ ấy. Về đây. Ông mà còn trẻ nhá. Cái ngữ văn mũi chưa sạch này thì chết ông ấy. Này thì kén rẻ này. Hại não. Thầy, thầy bớt giận ạ. Trời ơi. Trời ơi. Ôi trời ơi, làm sao? Thế tình hình thế nào rồi? Bình thường lại đi xem nào. Bình thường. Ôi ôi, mạnh mẽ quá, thế này mới là đàn ông chứ. Bảo bao lần rồi. Hẹn đâu hẹn? Hẹn trước chứ nhìn cổng làng như này đứng. Gọn không đái đồng cái rồi. Ôi trời ơi, sợ quá. Thôi, bình thường lại đi. Ôi, được làm lại chứng mình thật là thoải mái quá đi. Nào, tôi xem hôm nay mặt mũi là sao không? Này nhá, bôi bao nhiêu đất sét vào đây này này, bao nhiêu bùn vào đây đây này, hỏng hết cả làn da rồi đây này. Trời ơi, quá, trời ơi, đáng yêu lắm luôn ý. Cố gắng lắm luôn đấy nhá. Cực kỳ đạt luôn đấy nhá. Này, này, thích không, thích không? Thích, 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 yêu quá ưng luôn đấy nhá. Mình cũng giật mình về tự bản chính bản thân mình. Thôi, bình thường đi. Trả tiền đi. Muộn rồi. Đây, tiền là có. Có tiền cho các anh đây. Đây, của anh. Nào. Đây, của anh. Rồi, đây. Thôi, đừng cầm hết cho. Không nào, đừng có tham. Đã thỏa thuận với nhau rồi. Nào, đưa tay đây. Nào. Không phải muốn gồng được ngay đâu đấy. Rồi, này. Hôm nay cái tuồng mà các anh diễn ý, thầy em tin lắm. Chắc là bây giờ thầy em không bao giờ cho em đi lấy chồng nữa luôn ý. Xem tuồng này á. Hại não lắm. Nhài nhau. Tao mà lấy được nhài nhau, mồm mày đầy cỏ chứ không phải trống trơn như thế này đâu. Đồ em, mày mà quay lại tao cho cái cuốc vào đầu đấy. Cháu không quay lại. Mày đến đây làm gì? Cháu đến tìm hiểu em Lai ạ. Lai? Lai là mẹ nó. Cháu xin lỗi ba, cái cháu cuốc nhầm em nhài ạ. Nhài nó có ý trung nhân rồi. Là vì có. Tao cấm mày bén mảng đến đây nghe chưa? Mày mà bén mảng đến đây tao cho cái cuốc vào đầu đấy. Thôi đừng cho cuốc vào đầu cháu thề cháu không đến. Nhưng mà bác cũng phải để ý đó.
cái thằng tí nó không đến, thằng ấy mất dạy hơn cháu nhiều. Mất dạy hơn cháu nhiều. Ôi trời ơi, cho bác đánh cháu đấy. Cái thằng tí này, cái thằng tí này. Ui, mày trêu đâu? Tao thích trêu mày đấy. À. Mày đến đây làm gì? Xin lỗi đi. Đây đằng nào chả là nhà tao. Cái gì mà nhà mày? À. Mày nghĩ cái gì đấy hả? À. Tao nói cho mày biết nhá. Em nhài là phải của tao. Em nhài của tao? Em nhài là của tao. À, thế ai bảo thế? Bố em bảo thế. Này, xin lỗi là em nhài là của tao. Ai bảo mày thế? Mẹ em bảo thế đấy. Úi giời. Thế thì mày gặp mẹ em nhài chưa? Thì mày có gặp bố em nhài bao giờ mà. Đấy, tao chuẩn bị vào gặp đây. Thế đi vào xem em nhài thích ai. Được rồi. Thấy mày áo đỏ cũng áo đỏ. Thế mày nghĩ mày tuổi gì này, tao còn hai áo này. Mày làm sao để hoa văn này, mày làm sao? Đây này, Bạch công tử này. Thôi đi. Thế Yến, tao đến trước mà chứ. Này. Hai thằng này. Lại thằng nữa. Ôi trời ơi, tưởng nào. Tưởng nào, trông. Lời tha lời thôi, lời tha lời thách. Chán lắm. Cũng định vào cưa em nhài á. Ôi giời, tuổi gì? Tuổi gì? Có áo đỏ không? Này, nhìn này. Áo gấm này. Này quần hoa văn. Đẹp. Đẹp chứ đi. Trông vừa già vừa xấu, thôi đi về đi. Nhưng mà, này. Không được bao giờ nhé, coi thường nhà vua giản dị nhé. Đây là người ta giản dị, người ta đã mặc thế này thôi nhá. Ừ thì tôi đi về nhà mà giản dị nhá. Về nhà nào? Không phải nhà ông đi. Tôi còn vào nhà em nhà ấy. Nhà ông đây. Nhà của đây đây này. Như đây nhà của đây này, đây đến đầu tiên này nhà. Cái gì? Thế ông là ai? Là ai à? Chồng của mẹ con nhà ấy. Chồng của mẹ. À thế tức là đến tán mẹ con nhài. À thế là tán mẹ nhài. Thế thì ai có việc người ấy làm. Ông vào ông tán mẹ nhài còn tôi tán nhài. Đây tán nhài. Con ra rồi phải tán. Thế cái nào? Vợ chồng người ta rồi còn tán tỉnh cái gì? Chồng của... Ôi tôi chết rồi. Ôi bác ạ. Ôi giời. Bác. Đấy. Cái lúc... Bác là bố em nhài ạ. Đúng rồi. Đấy. Cháu xin lỗi. Cháu nhìn bác thì cháu biết ngay là mày không phải là chỗ. Ôi bác ơi, đấy nó gọi bác là mày, bác này. Không, thì cháu nhớ mồm. Cháu đang nói mày ta với cái thằng này làm lại nói sang mày. Ôi đấy. Ôi trời chết. Cái thằng răng hồ đấy nó linh than tinh. Đây là cái bánh vả. À không bác ơi. Đấy, ôi trời. Cháu nhìn ta hai bác dài, cháu biết ngay là bố của em nhà. Chỉ được cái mồm mẹ. Đấy lúc ấy nó nói bác chơi. Tóm lại là hai cậu nhớ rút kinh nghiệm nhá. Lần sau nhìn thấy người ta ấy, đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá nhá. Tóm lại là hai cậu đi đâu đây? À dạ đấy, thưa bác là hôm nay là cháu xin phép đến để thăm em nhài. Cháu thì tìm hiểu, còn nó chỉ thăm thôi. Trước còn... là thăm, sau là tìm hiểu rồi đến tới là đã... đều là đến thăm và tìm hiểu. Dạ vâng. Thế đi không à? Đi xuống à? À không. À, hôm nay thì trước là thế này thôi, sau thì nó phức tạp hơn một tí. Dạ. Nhưng mà tóm lại là đi đến mà tìm hiểu ấy, trước hết là nó phải có một chút lễ vật ra mắt chứ đấy. À vâng rồi, cháu có. Hôm sau chắc chắn là cháu mang lễ vật lớn luôn. Không có hôm sau, ngay hôm đầu tiên ra mắt là phải có rồi nhá. Nhưng mà các cậu nhớ nhá, cái lễ vật với nhà này nhá, làm sao nó phải toát được một cái gọi là rất tiết kiệm. Tức là lễ vật mà tiết kiệm thôi ạ. Đúng rồi. Ôi giời ơi, chuyện vặt. Cháu lại cứ tưởng là nó có phải... Cháu tưởng là không chứ gì. Mâm cao cỗ đầy chứ còn tiết kiệm. Đây, này. Riêng nhà này khác hẳn các gia đình khác. Thế nhá. Dạ vâng. Thế... Bác lại nhà. Bác thì... Đi về. Thế... Dạ vâng. Đã bảo rồi. Dạ vâng. Bảo rồi. Đi về. Thế đi không à? Không có lễ vật gì à? Không phải việc của ông. À. Lễ vật đâu? Hay nhỉ. Lễ vật đây á? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Này, nhầm nội dung rồi nhá. Tưởng là lễ vật là voi chín ngà, gà chín cựa à? Nhầm rồi. Quên à? Phải siêu tiết kiệm. Lễ vật là phải siêu tiết kiệm. Ông mang con gà này sang thì ông bảo là tiết kiệm. Thôi đi về. Thì về đi. Tôi bảo ông đi về đi. Này có ông đi về đi. Đi về đi. Này chưa biết gà nào cắn mỉu nào. Trời ơi tuổi gì. Làm sao
Dạ. Bác ạ. À. Bác. Dạ. À, hai cậu đến rồi đây hả? Dạ, dạ, vâng, dạ. Có lễ vật chưa? Dạ, tất nhiên là có rồi ạ. À. Dạ, thưa bác. À. Đây chính là chiếc quạt gia bảo từ đời cụ tổ. Cụ tổ của cụ tổ, nhà cụ tổ. Này, tổ cụ nhà cậu chứ gì? Dạ, chính xác ạ. Ôi giời, có thế thôi mà ăn không nên đòi, nói không nên lời. Không, ăn không nên đòi. Ý cháu nói là chiếc quạt này nó trải qua không biết bao nhiêu đời rồi ạ. Ừ. Đấy, nhưng mà bác này nhìn này, nó vẫn còn như mới như này. Bác thấy không? À, cháu nhờ bác một chút ạ. Ừ. Cháu mời bác ra đây. Bác đứng ra đây hộ cháu. Dạ. À, xem mày làm cái trò gì nào. Dạ. Thưa bác, bình thường quạt là người ta sẽ quạt bằng tay. Đúng không ạ? Nhưng mà như thế thì quạt nó sẽ rất nhanh hỏng. Như thế là nhanh bị cũ. Dạ. Cháu nhờ bác cầm hộ cháu cái quạt. Đấy, bác cầm nguyên cho cháu như thế ạ. Muốn quạt nó hơi thoang thoảng. Mát hơn tí nữa này. Ôi trời, ôi trời. Thôi thôi mạnh này. Thôi. Chó mát quá. Đấy đấy, con gà nó cười. Con thấy mát không? Thôi, thông cảm. Ôi trời ơi, thông cảm. Coi như là rất là mát. Mà quạt lại không bị, cũng không bị hỏng. Đấy, như mới luôn. Thế là siêu tiết kiệm rồi còn gì nữa. Này. Dạ. Mát mà tại sao vãi cả mồ hôi ra thế? À không, cháu hay bị đổ mồ hôi trộm. À, được rồi, cầm đấy. Bác thấy cũng được đấy. Dạ. Tốt. Dạ. Rất tiết kiệm. Dạ. Ừ, có gì phải tiết kiệm. Tiết kiệm phải như con gà này nếu mới gọi là tiết kiệm đấy ạ. Này này cậu ơi. Cậu mang con gà sang cậu biếu tôi, thế là cậu đã sai quy định rồi. Sai. Quả đâu mà biếu. Dạ, như thế này ạ. Tức là cháu biết là bác rất tiết kiệm. Bình thường bác sẽ không ăn cơm, bác chỉ ăn một chút bánh đa thôi. À. Cho nên cháu mang con gà này sang đây thì trong lúc cháu thưa chuyện với bác thì con gà này nó sẽ ăn tất cả những thức ăn vụn mà rơi từ mồm bác xuống. Khi câu chuyện của cháu thưa với bác xong thì con gà này nó cũng ăn xong. Như vậy bác vừa không phải quét nhà mà con gà này cháu cũng không cần phải cho ăn nữa. Bác thấy có tiết kiệm không ạ? Phải nói là siêu tiết kiệm. Dạ vâng. Mà thế này hay là nó lại thay cả cái chổi quét nhà. À, dạ vâng ạ. À, được được. À, anh quạt. Dạ. Anh khẩn trương mang quạt về nhà, ngồi tại nhà anh quạt cho nó mát. Dạ thưa với bác là con gà này của cháu nó mổ một phát rách đôi cái quạt. Đấy. Cháu về. Ừ. Về nhá. Không ra. Anh Mão ơi. Anh Mão. Anh Mão ơi. Ôi trời ơi, ma này thì ma này thì ma. Thôi. Ma này. Anh Mão đây. Ôi sợ quá. Thế là Soan không sợ ma à? Ma không sợ em, thôi em sợ thì ma. Đưa đây cho em xem nào. Nóng nực cứ phải mặc vào làm cái gì. Anh lại cứ tưởng là Soan sợ ma, anh dọa tí cho vui. Chả vui mấy. Mà này, hẹn người ta từ chiều mà sao giờ này mới xuất hiện đấy. À đấy, quên mất không bảo với anh. Thầy em hôm nay khó quá. Cứ đứng ở ngoài cửa ấy, xong rồi thầy lại ngồi ngoài sân uống nước trà. Em phải dình mãi lúc thầy đi uống rượu em mới ra đây được đấy. Thôi được rồi. Đã thế nhá, từ ngày mai anh qua hẳn nhà Soan ngồi chơi luôn. Đỡ phải dình mỏ đây, mũi vắt nó đốt cho đau quá. Tốt quá. Vào luôn. Hả? Đi mà vào. Không nhớ lần trước bị ăn nguyên cả cái ba tong vào đầu đi à? Chảy bao nhiêu máu đấy không nhớ à? Nhớ rồi. Mà này, công nhận là thầy của Soan giữ nhỉ? Giữ như là... Giữ á? Vâng, thầy em giữ đây. Giữ đấy, thì đi yêu người khác đi. Đừng yêu cái con mà có thầy giữ thế này làm cái gì cả. Không, nó rất khổ ra. Không. Anh đã thề non hẹn biển rồi, là đời đời kiếp kiếp này là anh chỉ có mình... Có mình Soan thôi. Thề á? Ừ. Thế thì nhá, bây giờ anh về nhà anh bảo thầy U anh đi. Bán hết nhà cửa, bán hết ruộng vườn đất đai đi. Sang nhà hỏi cưới em luôn. Bán luôn?
nếu mà có. Đùa xoan quá đáng. Thừa biết nhà anh coi như là ba đời làm thuê rồi, làm gì có cái mảnh ruộng nó cắm rùi mà bán. Thế thôi, đừng cười nữa. Muốn cưới người ta mà không có mảnh lụa thì làm sao mà cưới được. Định tay không bắt vợ à? Lụa? Có luôn. Mai anh sắm nhá. Thật á? Ừ. Nhưng mà bây giờ cho anh nắm tay tí nhớ quá. Nào, tôi. Đến giờ đi về rồi, đi về đi. Sao đi về vừa mới gặp mà. Anh không nhớ từ đây về nhà anh phải đi qua cái bãi thăm hà. Bãi thăm hà? Sợ gì? Không sợ á? Ừ. Sao lại thế? Có cả con quỷ ở đây còn chả sợ nữa mà. Đứng lại, chị ơi đứng lại anh bảo. Sao chị nhìn lạnh thế nhỉ? Ui ơi. Mình đúng là thần hồn nát thần tinh. Trên đời này làm gì có ma nhỉ? Mà cũng lạ, sao lắm kẻ lại sợ ma thế? Xin về má, xin về đừng bắt con là con còn mẹ già con nhỏ, con xin cung tiến ngài chỗ này ạ. Không ngờ cái trò của mình nó hiệu quả thế này. Quái nhỉ, chờ cả tối giờ không thấy đứa nào đi qua nhỉ. Sợ à? Tao không. Mày không sợ tao thôi, sao tao phải sợ mày? Xuống đây. Mày đang đè đầu cưỡi cổ tao đấy. Sao đè đầu cưỡi cổ là như thế nào? Mày đang đứng lên đầu đến cổ tao đấy. Đâu mà đây mà tao đứng đâu? Này. Hả? Đây mày nhìn nhá. Nguyễn Văn Mùi. Đây là cái thằng khắc bia nó khắc tên tao sai. À. Tao tên là Mùi mà nó khắc tao là Mùi. Mà lúc sống tao có dê đâu. Thế là mày vừa dẫm lên mặt tao đấy. Tao này, đây là tao, tao là đây này. Cái thằng này làm tôi hết cả hồn. Em đây. Em tưởng đại ca không sợ ma. Đấy là ma giả chứ gì ai mà chả sợ ma. Này tao dọa cho nó chạy mất mặt thì. Nếu là đại ca chứ. Đại ca ơi, em cảm ơn đại ca. May mà có đại ca ấy, em không mất cái đống đồ hôm qua. Đấy á, may là có tao nhá. Không là mất bao nhiêu của lả đấy nhá. Dạ vâng ạ, thôi để tỏ lòng biết ơn đại ca, em mời đại ca chén rượu. Đi. Ôi rồi ma, ma cứu tôi với ma. Ôi rồi, ôi cướp. Con là cướp. Không. Lúc nãy con là cướp nhưng mà bây giờ con không phải là cướp nữa. Thế là cái gì? Là cái gì? Ôi. Con vừa gặp ma cô ạ. Ma? Vâng. Vớ vẩn. Làm gì có ma? Thời buổi này làm gì có ma mà? Không, cô ơi.
Rõ ràng là con vừa gặp ma. Con ma đấy nó con bảo là cái gì? Con đè đầu cưỡi cổ lên nó. Xong xong nó con bảo là cái gì? Nó tên là Mui. Tên mà là Mui. Cái lão khắc bia mộ lại khắc nhầm nó tên là Mui. Mui. Ôi ơi, cô ơi cứu con với. Không phải, không phải. Nó không phải là ma đâu. Nó là cháu của tôi. À? Cháu của tôi. Ôi giời ơi. Cháu của bà là nhà ạ? Nó là cháu của tôi. Nó lừa cậu đấy. Lừa lừa nhau? Nó giả vờ nó là ma để nó cướp của cậu. Thế là nó là cháu bà? Cháu tôi. Ui giời ơi. Thế bà là bà của nó, sao bà không dạy nó để đi giả ma để cướp ngửa người khác là như nào? Khổ quá. Lúc tôi còn sống thì tôi còn dạy được nó, chứ bây giờ chết rồi thì còn dạy làm sao được. Cậu đi đâu đấy? Ơi bà ơi, con lạy bà, con cắn thơm cắn cỏ, con lạy bà ơi. Đấy con gặp cháu bà, bây giờ con gặp bà đâu rồi? Bà sống côn trác tiêng, bà tha cho con. Tôi đùa cậu đấy. Để tí tôi về tôi gặp thằng cháu tôi sẽ tẩn cho nó một trận. Vì cái tội giả ma mà cướp của cậu nhá. Thế nhưng mà bà là người ạ? Chả là người thì là gì? Thì nói tóm lại là cậu lý do gì mà cậu lại đi cướp? Ôi trời. Bà ơi, con khổ lắm bà. Khổ làm sao? Con có muốn đi ăn cướp đâu. Nhưng mà chuyện là như thế này. Ở làng mình ý, con có yêu một em tên là Xoan. Xoan. Con của Phú ông. Ôi trời ơi, Phú ông ấy giàu mà keo kiệt lắm. Ôi trời ơi, độc ác lắm. Dạ vâng, đúng ạ, đấy. Ông keo kiệt lắm, ông khó tính lắm. Mà đấy, bây giờ ông lại bắt con là phải có cái gì, có phải xính lễ thì mới đến để ra mắt rồi ăn hỏi. Thế à? Vâng, mà bà biết không? Nhà con nghèo lắm bà. Chả có cái gì cả. Đấy, đến cái mảnh lụa để con tặng người yêu con cũng chả có. Cái gì? Mảnh lụa tặng người yêu cũng không có á? Dạ. Thôi, không phải khóc, đứng lên tôi bảo. Nhà tôi có một mảnh lụa đẹp lắm. Ngày trước ông ấy còn sống, ông mua tặng cho tôi. Nhưng bây giờ ông ấy chết rồi, tôi chả cần dùng đến làm gì nữa. Bây giờ ấy, cậu đi cùng với tôi về nhà, tôi tặng cậu. Tặng cậu miếng lụa đấy nhá. Bà cho con miếng lụa ấy ạ? À? Cho miếng lụa luôn. Con cảm ơn bà, con đội ơn bà. Bà, thế nhà bà gần đây không ạ? Ngay đây thôi. À vâng, bà đi, dẫn con về nhá. Đi. Ôi mày quá. Phú ơi, sắp đến nhà cụ chưa? Gần đến rồi. Ôi trời, con đếm sơ sơ nãy giờ gần chục cái gần đến rồi đấy. Cậu thanh niên trai tráng gì mà không nhớ gì cả là thế nào nhỉ? Làm gì mà đến chục, mới có 10 cái gần đến thôi. Thế là khác nhau à? Khác chứ còn gì nữa. Ôi trời, này, đây. Nhà tôi kìa. Đâu? Đấy. Tối còn thế kìa. Ồ, trời, tối đêm rồi, tắt đèn đi ngủ thì nó mới tối như thế chứ. À, có lý. Cụ vào lấy cho con đi. Để tôi gọi con gái nó mang lụa ra cho nhá. Ôi thôi, cụ vào lấy luôn đi, bây giờ gọi con gái cụ làm gì dậy phiền ra. Tôi không vào được. Sao lại không vào được? Ông thổ địa vùng này không cho người âm vào. Thôi, cụ đấy đùa con. Không đùa. Thôi, cụ đừng nói cái giọng đấy, cụ nói bình thường đi. Không cụ... tin à? Nhìn chưa kìa. À, con có thấy gì đâu. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Anh Mão, dậy đi. Ôi dồi ôi, Xoan ơi, cứu anh ơi, Xoan ơi. Xoan ơi, anh gặp ma. Ma nào? Anh nói thật, có cả ma già này, ma trẻ này, xong có cả cướp ma này, ma cướp này, ôi đầy đủ hết. Ôi dồi ôi, anh Mão ơi là anh Mão. Bảo về sớm thì không về, nhà thì gần cái nghĩa trang. Bây giờ anh có biết là bố mẹ anh đang tìm khắp nơi không hả? Em còn phải đi tìm anh mà quên cả đi dép đây này. Không, anh thề với Xoan luôn. Trời ơi, sợ lắm, hại não lắm.
Thế á? Tôi đây. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, mình ơi, tôi xin mình. Ôi trời ơi, mình ơi, tôi xin mình. Mình vào đây. Ôi trời ơi, mình ơi, tôi xin mình. Mình ơi. Mình ơi, mình tính, mình nghe tôi nói đây này. Mình ơi, tôi nói thật với mình là tôi không còn sức nữa đâu. Mình phải để tôi có sức để tôi còn chăm mình, tôi còn chăm con. Chứ bây giờ làm sao mà mình nhìn người tôi có giống cái xác ve không? Chứ mình không biết cái nỗi khổ của tôi à. Đi ăn cỗ nó toàn bắt ngồi mâm dưới thôi, có được ngồi mâm trên đâu. Già sắp xông lỗ rồi mà nó vẫn cứ nói là vô tích sự. Thôi mình ơi, mình cho em xin. Em không đẻ được nữa đâu mình ạ. Mình à, mình nghe anh nhá. Cái giờ này là giờ tốt rồi. Anh đã đi hỏi han thầy bà đến nơi đến chốn rồi. Rồi vào đây, biết đâu rời thương mình đi, cho mình quý tử thì sao? Quý tử giờ này là đúng rồi. Bảy cố gắng đi vào rồi. Đây. Lần nào mình cũng nói với em là giờ hoàng đạo, mà em có thấy đậu lần nào đâu. Thôi, bảy lần, nhưng mà toàn bướm bướm thôi. Trẻ con đầu ngõ nó toàn hát về là bướm lượn, là bướm môi á nó bay. Đấy, bay suốt cho chóng mặt lắm. Em không làm được nữa đâu, em mệt lắm rồi. Thế cũng vào không nào? Em không. Không thì bây giờ bà cãi tôi à? Bà cãi tôi thì tôi phá luôn cái đà đấy. Em xin mình ơi. Thôi. Em không đẻ được nữa đâu mình ạ. À. Mình thương anh thì đi vào đấy. Em không. Thầy bà bảo rồi, cái giờ này là giờ hoàng đạo. Em đã bảo là em không đồng ý, mình đừng bắt em. Khổ quá, thế. Có vào không? Không. Không bảo thì thôi, đi đâu thì đi. Mình ơi, mình thương em. Thế mình không thương rồi à? Không đi, đi ra đây. Mình, kìa mình. Mình mà cứ như thế này, em bỏ nhà em đi đấy. Ơi, tí là dọa đi đi. Đi. Bảy con vịt con với một con vịt già, cộng vào là 8 con vịt rời. Đi. Đấy là mình nói đi nhá. Thế thì mẹ con em đi. Đi thật à? Mày dọa thì đi ngay à? Hôm nay mình ơi, đi thật à? Do khổ không cái đau nó giống cái đau nào. Cái đau này là đau nhất. Bác cả ơi. Bác cả. Chú sang chơi đấy à? Dạ vâng. Nhà bác có chuyện gì mà hôm nay thấy vui vẻ thế? Hô hào nhau ấy, đuổi gà đuổi vịt âm cả xóm lên. Gà vịt nào? Em vừa nghe thấy hai vợ chồng bác lùa nhau mà. À, chú uống nước đã. Ôi giời ơi. Uống đi chú. Dạ. Đấy. Đây nó gọi là cái bài ca muôn thuở đấy chú ạ. Đấy. Vẫn cái chuyện con cái khổ lắm. Nhà anh như này. 7 con vịt rời rồi. Mà anh rất mong có một quý tử nối dõi tông đường. Sau này mình có đi ấy, thì phải có cái thằng bé này trông gậy. Đấy mà chú thấy đấy. Mang tiếng với cả cái tổng này. Đi đâu toàn phải ngồi mâm dưới thôi. Thế nó mới đau chứ lệ. Vâng, nhà chú thì sướng rồi. Chú cứ làm gì cứ phải cười. Làm cái gì? Em thấy cười bác... lên nỗi đau người khác đấy. Em thấy bác nặng nề. Chứ nhà em cũng 3 con vịt rời. Em cũng thấy nó thường thôi. Nha. Vâng. Chú 3 vịt rời. Vâng. Nhưng vẫn kèm anh. Anh thế này kìa. Vâng. Đàn nhà bác 7 con. Ừ. Một con đàn trưởng là 8. Thế mà hôm nay bác điên tiết bác lùa cá 8 con về bên kia. Nói thật với chú nha. Dạ. Anh cũng xem thầy bà đến nơi đến chốn rồi. Dạ vâng. Thầy mách cho anh là nó phải đúng cái giờ. Cái giờ đấy gọi là giờ con của chị. Ừ đúng rồi. Đấy thế mà vợ anh ấy điên tiết. Nó bảo nó gửi lên nó như cái con ve ấy. Nó bỏ nó về bên ngoại. Bác. Hả? Em mách bác cái này nhé. Nào. Nếu như bác quyết tâm có con trai.
Có thằng nối dõi tông đường ấy. Anh thì trước sau là anh phải quyết tâm bằng được là phải có quý tử rồi. Em mách bác một nước, bác đổi mái. Mấy chú trông đây, mái nhà anh ấy làm gì, phải đảo mái làm cái gì? Mái nhà anh đây, chú trông cái đây này, nó vẫn còn tốt cho phết chứ. Không phải đổi mái này, mà đổi cái con mái già nha bác ấy. Sao lại không ổn? Cả cái cơ. Thế thắm cũng phải cho bà ăn trầu đi chứ. Dạ bà. Cô uống nước nữa không? Dạ thôi bà, con không uống nữa đâu ạ. Con cho bà con về đấy ạ. Úi giời ơi, anh làm cái gì đấy? Có con ếch đây bộ ếch. Cẩn thận đấy, có uống không thì bảo. Việc nhà bà cứ để đấy, bao giờ thằng này lên lý trưởng uống một thể. Úi giời ơi, đợi lên lý trưởng con mà đến mồng thật nha. Sao? Ôi giời ơi, còn qua mặt được ông tí với ông xỉu hay sao đấy hả? Ôi giời, còn ông Tuất nữa kìa. Cái lão Tuất già. Chứ còn. Tuất ơi. Ôi giời. Mắt mũi kiểu gì thế? Hả? Này, tôi già rồi thì ở nhà với con cháu đi. Cứ đi lang thang ra ngoài này làm gì? Mà này, tôi nghe nói là lão cũng định tranh cái chức lý trưởng đúng không? Ôi trời ơi. Ê, đây này, cả làng cả tổng ai cũng biết nhá. Đây mới là trẻ này. Có tâm này, có tài này, hiểu chưa? Đây mới là lý trưởng này. Ôi trời ơi, mà này trẻ thì ăn lại làm sao được với già. Bà Tuất này, cho tôi 3 bát nước trà xanh. Sao lại 3 bát? Để cho trẻ nó khỏe, nó uống 2 bát, còn tôi uống 1 bát. Thế được ngay. Bọn trẻ thì nó hay ngựa non hấu đá. Ôi giời. Những cái loại vắt mũi chưa sạch ấy mà. Nó chưa đỗ ông nghè, nó đã đe hàng tổng. Hả? Khôn đâu đến trẻ. Đứng trước muôn dân ở cái làng này, nói thì già trẻ lớn bé người ta đều phải nể phục. Còn mấy đứa trẻ danh ra ngoài kia mà câu cá bắt cua kìa, mò ốc kìa. Trời vừa mưa tôm cá đầy. Nói còn trả ra hơi ông hộc không hộc. Chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu nhá. Này nè. Tiền đâu? Đợi đây lên lý trường trả một thể. Nợ 10 bạt rồi đấy. Ai chết chua. Úi giời. Ai ô. Còn xanh và non lắm. Lão nhớ mặt ta nhá. Thế sao không bảo là sao giờ lên lý trưởng thì giờ hôn? Suốt ngày nó cái câu ấy nó dọa. Cái điếu cày của bà đâu nhỉ? Thôi tôi để nhà rồi. Này tôi bảo này. Này tôi cứ ở giữa tôi nói này nhá. Bà nói đi. Ông già rồi. Ừ. Về nhà mà lợn gà giúp vợ giúp con. Bon chen gì cả lũ trẻ. Nào tôi có ganh đua mấy bọn trẻ danh làm gì. Thế nhưng mà bà con lối xóm cũng cần phải có người biết làm biết ăn. Có người biết lo toan trước sau. Bảo bà con, đây tới mình sẽ sửa lại cái cổng này. Quyên góp mà mỗi suất đinh một ít. Cái ao kia thì cơi rộng nó ra. Đường xá trẻ con đi học đi hành. Những cái việc ấy phải người lớn nói mới được. Nhưng mà bọn trẻ danh thì nói làm sao? Tôi biết rồi, nhưng mà tôi nói cho ông nghe. Là tôi nghe đâu ấy, cái ông quan huyện ấy là ông cũng liêm khiết lắm. Không lấy của dân đồng nào, cũng chăm lo việc nọ việc kia cho dân, chứ đâu có phải dễ để mà lên được cái chức ấy. biết. Liêm khiết có cách của liêm khiết. Chính trực có cách của chính trực. Mượn bà cái mẹt. Bao nhiêu bánh bỏ tất vào đây cho tôi. Ông lấy tất à? Lấy tất đi. Bao nhiêu kẹo bỏ hết đây tôi. Đây. Thế hôm nay đã bán được nhiều chưa? Thế này là nhiều ạ. Đủ ăn đến tuần đấy ạ. Thế tôi về bà nhá. Thế bác không tính tiền cho em à? Hôm nào lên lý trưởng tôi trả một thẻ. Thế nhá. Ôi trời. Có mỗi cái chức lý trưởng mà ông nào cũng đòi lên. Mà lên rồi vẫn chịu. Buôn bán thế này lấy gì mà đổ vào mồm.
Dạ, cụ Lý ạ. Sao thế? Dạ. Tự ngã à? Dạ, bẩm cụ là con biết thân biết phận con rồi ạ. Không cần cụ ngáng mà con vẫn ngã bình thường được ạ. Ồ, lạ nhỉ. Dạ, cụ ơi. À? Dạ, bẩm cụ là con trẻ người non dạ. Ừ. Trước đây con có gì không phải thì cụ bỏ quá cho con ạ. Tôi người vốn rộng lượng. Chấp gì với trẻ danh. Dạ. Thôi cứ yên tâm nhá. Dạ. Dạ, con xin phép phụ ạ. À. Nhìn đấy, mở to mắt ra mà học tập. Ôi đây rồi. Ê, bác Tuất. À, bác chị, còn nhớ em không? Chị Hằng Nước phải không? Vâng. Bác Tuất. Thì... em Tuất là em, bác nào nhỉ? Em gọi bác đi. À. Chào cụ Lý Tuất. Đây giời ơi. Không dám. Thế bác làm thế nào mà lại ngồi được cái ghế đấy? Bao người tài, bao người giỏi, không ngồi được mà bác lại ngồi được cái giỏi. Cũng là cảm ơn cái công nhà chị đã cho tôi biết là quan tri phủ thanh liêm, không nhận hối lộ của ai một xu nào cả. Vâng. Tôi mua hết bánh kẹo nhà chị, mua hết bánh kẹo nhà bác Đoan. Sau đó đếm xem những người nào tranh cử vào cái chức lý trưởng, tôi liền gói cho mỗi người một gói quà, cho vào đấy vài ba lượng bạc, mang ra biếu quan tri huyện. Quan tri huyện liền ghi tên những kẻ đó vào và trượt tất. Duy có thằng tôi là không có hối lộ xu nào cả. Thanh liêm chưa? Thế là bác vu oan cho những người kia biếu quan huyện để... Tài chưa? Dạ vâng ạ. Còn tiền nhá, cứ để đấy từ từ. Dạ vâng. Thanh liêm. Ơ thế cụ Lý Tuất ơi, vẫn chịu à? Lên tít trên đấy ngồi rồi mà vẫn chịu à?